Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi là Thạc sĩ Phạm Thị Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học Úc. Hôm nay tôi cùng anh Andy Phạm tiếp tục chia sẻ thông tin về chương trình học dự bị tại La Trobe College, cơ sở tại Sydney. Xin chào anh Andy. Xin chào chị Hạnh, quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh thân mến. Mình đây là Andy Phạm, hiện giờ đang là Marketing Manager cho trường đại học La Trobe College và trường đại học La Trobe Campus ở Sydney. Vâng, thưa anh Andy, hiện nay có nhiều em học sinh đã hoàn thành lớp 11 tại Việt Nam hoặc là tại Singapore, Anh và Mỹ muốn học chương trình dự bị đại học để sau đó vào học chương trình cử nhân của đại học La Trobe. Xin anh có thể vui lòng chia sẻ thông tin về lộ trình của chương trình này ra sao? Nếu các bạn học sinh hiện giờ đang học lớp 11 ở các nước như Singapore, Mỹ, Canada hay Anh thì các bạn có thể học tiếp chương trình dự bị đại học ở campus của Sydney. Thì sau dự bị đại học thì các bạn sẽ được chuyển thẳng vào năm 1, năm 2, năm 3 của bậc đại học. Anh vui lòng cho biết thêm về điều kiện xét tuyển đầu vào của chương trình dự bị đại học ạ. Điều kiện vào chương trình dự bị đại học thì các bạn chỉ cần hoàn tất xong lớp 11 ở Việt Nam hay là tương đương với lớp 11 ở các nước và đầu vào của chương trình dự bị đại học thì cần IELTS 5.5, không có bằng điểm dưới 5 chấm. Vâng, thưa anh, trong trường hợp sinh viên chưa có đủ điểm IELTS đầu vào là 5.5 thì trường sẽ có lộ trình gì để cho các em có thể vào học được chương trình dự bị đại học? Nếu các bạn chưa có IELTS 5.5 thì các bạn có thể làm bài kiểm tra của trường và kiểm tra tiếng Anh của trường. Sau khi làm bài kiểm tra tiếng Anh của trường thì các bạn mình sẽ coi cái kết quả của các bạn. Nếu các bạn đủ điểm tiếng Anh thì các bạn sẽ được nhập học ngay vào chương trình dự bị đại học. Còn nếu các bạn không đủ điểm thì các bạn sẽ học thêm tiếng Anh từ 10 tuần đến 20 tuần trước khi các bạn nhập học vào chương trình dự bị đại học của trường. Cảm ơn anh. Khóa dự bị đại học thì có mấy lần khai giảng trong một năm ạ? Trong trường mình thì có 3 cái intake khác nhau. Thì kỳ đầu tiên nhập học là kỳ tháng 2 và hay tháng 3 hàng năm, kỳ tháng 7 hay là kỳ tháng 10 hàng năm. Thưa anh Andy, anh vui lòng tư vấn thêm về mức tiền học phí của chương trình dự bị đại học và tiền sinh hoạt phí tại cơ sở Sydney hiện nay ra sao? Mức học phí của chương trình dự bị đại học bây giờ là 22.800 cho campus của Sydney. Cái mức sinh hoạt phí của Sydney thì nó sẽ hơi chút đỉnh cao hơn Melbourne một tí. Thì các bạn cũng có thể thuê nhà đừng ở ngay trung tâm thành phố, ở ngoài trung tâm thành phố một tí. Thì cái việc thuê nhà nó sẽ giảm đi chi phí của mình rất là nhiều. Các bạn cũng không cần phải ở ngay trong trung tâm thành phố đâu. Bởi vì ở ngoài trung tâm thành phố một tí, đi về trung tâm thành phố cả khoảng nửa tiếng, 45 phút thì giá thuê nhà nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Chỉ có khoảng 260 đến 280 một tuần thôi. Còn ở ngay trung tâm thành phố thì nó sẽ đắt hơn một tí. Vâng, thưa anh, các học sinh tham dự chương trình dự bị đại học thì thường là dưới 18 tuổi. Thì La Trobe College cung cấp dịch vụ giám hộ và thu xếp chỗ ở cho các em học sinh như thế nào? Các bạn học sinh dưới 18 tuổi thì các bạn bắt buộc phải ở với người dân bản xứ, người ta gọi là homestay. Còn bên trường sẽ là guardian, sẽ là người giám hộ cho các bạn. Chi phí giám hộ thì nó sẽ tùy là bao nhiêu tuần nữa các bạn sẽ đủ 18 tuổi. Nếu các bạn mới có 17 tuổi thì các bạn sẽ trả hơi khá là thêm một tí tiền cho cái việc giám hộ. Còn nếu các bạn chỉ có 4 tuần hay 5 tuần sau đó sẽ đủ 18 tuổi thì cái giá phí này nó sẽ ít hơn, thì mình sẽ tính theo tuần. Còn cái việc cái phần mà ở homestay á, thì người ta cũng tính theo tuần. Một tuần thường thường giá của nó sẽ tầm từ 300 đến 350 một tuần cho việc homestay. Thì khi ở homestay thì người ta sẽ bao ăn cho các bạn, có nghĩa là người ta có thể bao ăn sáng, bao ăn tối, nhưng mà ăn trưa sẽ là tùy. Bởi vì khi ăn trưa thì các bạn sẽ không có ở nhà, các bạn sẽ đi học, nên thường thường một số nhà người ta sẽ không bao gồm ăn trưa. Còn vào ngày thứ bảy chủ nhật thì người ta sẽ bao ăn cho các bạn 3 buổi, buổi sáng, trưa và tối. Ở với người dân bản xứ thì nó rất là hiệu quả. Cái vấn đề là các bạn có thể trao đổi bằng tiếng Anh với người dân bản xứ để trao dồi và rèn luyện thêm cái tiếng Anh của mình. Và cũng có người chăm sóc cho mình, tại mình dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người phải chăm lo cho các bạn. Nên homestay cũng là một cái option rất là tốt cho những bạn học sinh dưới 18 tuổi hay là trên 18 tuổi, các bạn vẫn ở homestay được, rất là tùy các bạn thôi. Vâng, là một cựu sinh viên du học Úc, anh đã có những cái trải nghiệm rất là đáng quý về cuộc sống và học tập tại Úc. Xin anh Andy có thể vui lòng chia sẻ thêm kinh nghiệm của bản thân mình về việc học tập tại Úc. Chị Hà thân mến, Andy sẽ chia sẻ một chút về kinh nghiệm du học Úc của mình. Andy trước đây cũng là một cựu du học sinh. Mình đi học ở Úc từ năm 2010. Lúc đó Andy được qua đây học chương trình dự bị đại học trước, sau đó chuyển lên học cao đẳng liên thông và kết thúc bằng cử nhân của mình vào năm 2014. Thì hành trình du học của Andy là Andy học xong khóa O-Level ở Singapore trước khi mà chuyển qua Úc đi học, nên mình cũng đã có một vài cái kinh nghiệm đi xa nhà từ lúc 15 tuổi rồi. Nên khi qua Úc thì mình không có bỡ ngỡ lắm. Mình ở với người bác ruột của mình ở Melbourne, bởi vì lúc đó Andy dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải ở với người dân bản xứ. Thì bác ruột của mình là người đại diện làm giám hộ cho mình lúc đó. Khi đi học, cái kinh nghiệm đi học của Andy là Andy luôn luôn phát biểu trong lớp. Cái này rất là quan trọng, bởi vì khi mà các bạn đi học, các bạn phát biểu thì thầy cô giáo trong lớp người ta sẽ biết được là mình có hiểu bài hay không.
thì người ta sẽ nhớ mình hơn. Nên khi đi học thì Andy luôn luôn ngồi bàn đầu. Bởi vì ngồi bàn đầu Andy thấy nó dễ tiếp thu hơn. Hay là ngồi phía sau thì mình nhiều lúc mình sẽ distract, mình sẽ mất tập trung bởi vì các bạn học sinh khác ngồi trước mình. Nên Andy chỉ luôn luôn ngồi bàn đầu. Và trong lớp Andy luôn tham gia vào các hoạt động của lớp. Thường trong lớp học người ta sẽ có group work này, là làm nhóm. Thì Andy luôn tham gia và mình luôn luôn làm leader, làm cái tổ trưởng của nhóm đó. Bởi vì mình muốn phát biểu, mình nêu ra ý tưởng của mình để cho người khác, người ta góp ý thử ý tưởng của mình có hay hay không và làm cho ý tưởng của mình hay hơn. Thì trong lớp Andy phát biểu rất là nhiều. Sau ngồi việc học thì Andy cũng tham gia vào các hoạt động ở khóa của trường, ví dụ như tham gia vào chương trình orientation của trường thì giúp đỡ những bạn học sinh khác từ Việt Nam mới qua. Những các hoạt động ở khóa của trường Andy tham gia rất là nhiều. Bởi vì vậy nên khi đi học thì bên trường người ta cũng đã biết Andy, nên người ta cũng có ngỏ ý là cho mình làm cái bộ phận là casual job, có nghĩa là khi nào có job thì khi nào có công việc thì người ta sẽ gọi mình đến làm. Thì lúc đó Andy làm là student ambassador, đại diện cho học sinh Việt Nam của trường lúc đó. Cái công việc này là công việc bán thời gian của Andy thôi, nên mà làm công việc này thì mình học hỏi được rất là nhiều và quen biết được rất là nhiều các anh chị cũng như các thầy cô giáo trong trường. Do đó người ta giúp Andy rất là nhiều trong quá trình đi học của mình. Nên Andy khuyên các bạn là nên tham gia có hoạt động ngoại khóa của trường. Không phải lúc nào cũng học mà thôi, mình tham gia có hoạt động ngoại khóa của trường. Cũng như các bạn có thể ngồi giờ học thì cũng có thể cùng các bạn học sinh khác đi dạo quanh thành phố hay là đi tham quan các nơi ở Melbourne hay là Sydney để mình mở rộng cái tầm nhìn của mình ra nữa, chứ không phải là chỉ mà học mà thôi. Ngồi giờ học thì Andy cũng có đi làm thêm. Andy đã làm thêm lúc đó, Andy làm trong tiệm cà phê. Mình làm về bộ phận là barista, nghĩa là người pha chế cà phê. Thì các công việc này nó đến với Andy cũng khá là ngẫu nhiên, là khi lúc đó thì Andy đi quanh cái trung tâm thương mại thì thấy cái tiệm cà phê này nó khá là đông người mà cũng rất là vui. Thì Andy có mang cái đơn xin việc của mình đến hỏi người ta có cần người hay không. Thì may mắn là lúc đó người ta khá là cần người, nên người ta nhận Andy liền trong ngày đầu tiên. Và công việc này nó bén duyên với mình làm với tiệm cà phê này từ 3 đến 3 năm. Lúc đó mình học rất là nhiều, mình làm cà phê, mình vẽ được hình trên cà phê nữa. Cái công việc này thì nó là bán thời gian nên Andy chỉ đi làm vài tiếng một tuần mà thôi, chỉ là relax, kiểu như cái hobby của Andy cũng là làm cà phê, nên mình đi làm vài tiếng một tuần để giải trí, chứ không có phải là công việc mà mình muốn đi làm về lâu dài. Nên các bạn cũng có nên vạch ra một kế hoạch rõ ràng là các bạn cần bao nhiêu thời gian để đi học lớp, cần bao nhiêu thời gian để đi học nhóm, cần bao nhiêu thời gian có thể đi làm thêm, cần bao nhiêu thời gian để đi nghỉ riêng cho bản thân mình, thì các bạn sẽ có được một cái plan đi học rất là thoải mái. Và cố gắng đi học thật tốt, bởi vì học thật tốt thì sau này các bảng điểm của các bạn nó sẽ đạt rất là cao, thì sau này đi xin việc nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì các bạn muốn xin việc trong các vị trí, như lúc anh đi xin việc trong vị trí làm ở trường á, thì người ta cũng hỏi bảng điểm của mình, thì người ta coi bảng điểm của mình, coi thử mình có học lúc trước như thế nào. Bởi vì công việc của anh đi là chuyên gia đi nói chuyện với học sinh mà, nên công việc của mình nên cái điểm của mình nó cũng phải khá là ổn. Thì các bạn cố gắng học thật tốt, bởi vì cái điểm bảng điểm của các bạn nó sẽ theo các bạn trong vòng cả cuộc đời mình, nên đừng có bỏ phí những cái thời gian mà các bạn đi học. Vâng, tôi rất là cảm ơn anh Andy đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, đặc biệt là kinh nghiệm của bản thân anh trong quá trình học tập và du học tại Úc. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi. Xin mời xem những nội dung trước đây chúng tôi đã chia sẻ thông tin về La Trobe College và Đại học La Trobe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn chị Hạnh, xin cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay.